Ngày 26 tháng 11 vừa qua, Michelin Việt Nam vừa chính thức cho ra mắt dòng lốp Rad 5 dành cho các mẫu xe phân khối lớn như xe Sport, Roadster Naked, Touring và Trail. Michelin Rad 5 là dòng lốp mới nhất của Michelin năm 2018 thuộc dòng thể thao đường trường Sport Touring, kế thừa tất cả các ưu điểm và cải tiến vượt trội của các dòng trước đó như Road 4, Road 3 và Road 2. Michelin Rad 5 được thiết kế để sử dụng trên đường phổ thông trải nhựa và phù hợp với hầu hết các loại xe phân khối lớn hiện nay. Được mệnh danh là loại lốp xe máy dành cho trời mưa, Michelin cho hay Rad 5 dù sau 5.000 km vẫn có độ bám tốt hơn mẫu Pilot Rad 4 mới tinh và đứng đầu về hiệu suất bám đường trên đường ướt nhờ công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Hứa hẹn sẽ đem tới cho khách hàng những trải nghiệm ấn tượng hơn bao giờ hết. Các công nghệ mới nổi bật có thể kể đến hai thành phần chất cao su khác nhau trên bề mặt gai 2CT và 2CT cộng cho độ bám đường tốt nhất. Công nghệ rãnh ga phụ Michelin XST Evo đảm bảo khả năng phanh trên đường ướt kể cả sau 5.000 km. Công nghệ không tự thích ứng ACT cộng mang lại sự vững chắc khi ra vào cua. Nếu đường luôn sạch sẽ và khô ráo, hầu hết các tay lái đều có thể sử dụng loại lốp trơn không gai và tận hưởng độ êm ái từ bề mặt lốp bằng phẳng. Trên thực tế, thời tiết có thể thay đổi và mưa có thể đến bất chợt để giúp phương tiện không bị trơn trượt trên đường. Bề mặt lốp được thiết kế các khe rãnh giúp nhanh chóng phá vỡ bề mặt nước và giúp lốp liên tục tiếp xúc với mặt đường tốt hơn. Nhờ có công nghệ rãnh gai phụ, nước được thoát nhanh và hiệu quả hơn, mang lại sự an toàn hơn cho các tay lái khi đi đường trơn trượt, đường ướt. Công nghệ XST Evo phát triển dựa trên công nghệ Evergrip trên lốp xe hơi của Michelin. Công nghệ rãnh gai phụ mới cho hiệu suất bám đường vượt trội trong suốt vòng đời của sản phẩm. Nhờ thiết kế thông minh của các khe rãnh gai, lốp càng mòn, tỷ lệ rãnh gai càng tăng so với bề mặt lốp. Điều này cho phép khả năng thoát nước, khả năng tiếp xúc với mặt đường không giảm trong cả vòng đời của sản phẩm. Tiếp đến, chúng ta có thể kể đến công nghệ không tự thích ứng ACT cộng, Adaptive Casting Technology. Độ mạnh mẽ và linh hoạt của lốp hoàn toàn thích ứng với các góc cua của các tay lái. Một lớp bố cuộn lên ở góc 90 độ cho phép tối ưu hóa độ linh hoạt trên toàn bộ khu vực đỉnh lốp, đảm bảo độ vững chắc khi thắng, tăng khả năng chịu lực của thành lốp trong khi lốp đặc biệt ổn định và cũng vô cùng linh hoạt khi ôm cua ở góc thấp. Cuộc cách mạng về công nghệ này cho phép tối ưu hóa các hiệu suất lốp và khả năng lái xe, đặc biệt là sự ổn định của các góc cua gắt và cả khi thắng gấp. Sản phẩm Michelin Rad 5 được giới thiệu tại thị trường Việt Nam gồm có kích thước 120-70 ZR17 cho bánh trước và kích thước 180-55 ZR17 và 190-55 ZR17 cho bánh sau. Các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Michelin quốc tế tại Thái Lan và Tây Ban Nha. Giá bán lẻ niêm yết sẽ được công bố vào tháng 1 năm 2019 tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam.